Tôi không hề biết rằng món quà Giáng sinh ấy chính là một cơn ác mộng. Buổi sáng hôm ấy, cha tôi để lại một tin nhắn cho tôi. Con gái, quà Giáng sinh của con cha đã để bên cạnh cây thông trong phòng khách nhé. Vậy là Giáng sinh năm nay, ông lại bận bịu công việc mà bỏ bê gia đình. Món quà Giáng sinh của cha tôi được đựng trong một hộp quà lộng lẫy màu đỏ và thắt nơ bướm cẩn thận. Tôi nhắn để đáp lời cha. Con cảm ơn cha, năm nay cha đã gói quà cẩn thận rồi đấy nhé. Tôi nói vậy là vì lần này, cha tôi cũng đã bỏ nhiều tâm tư hơn vào việc tặng quà. Những năm trước, quà ông tặng thường chẳng được gói ghém cẩn thận. Ông cứ thế đưa cho tôi mà chẳng thiết tha gì đến sự bất ngờ của người nhận, khiến tôi cứ phải cằn nhằn suốt. Thấy món quà được gói đẹp mắt nên tôi vui lắm. Tôi nghĩ mình sẽ đợi ông về rồi mở quà cùng cha. Mấy hôm nay, tôi đã nghe bạn bè kể về một vụ giết người vô cùng chấn động trong khu phố. Một người phụ nữ bị giết hại trong đêm khuya một cách rất tàn nhẫn và kinh khủng hơn. Xác của cô ấy đã bị mất đầu, phần còn lại của cái xác đang được cảnh sát ráo riết tìm kiếm. Đêm nay, không hiểu có phải do ở một mình hay không, tôi bỗng cảm thấy có phần sợ hãi khi nhớ đến câu chuyện về người phụ nữ ấy. Lúc này, tôi ngửi được một mùi hương gắt mũi, trực giác mách bảo tôi, đó là mùi của máu. Tôi không nhận ra rằng mùi hương đó đến từ hộp quà Giáng sinh nằm cạnh cây thông. Chiếc tivi trong phòng khách bắt đầu phát tin tức về vụ án nọ, khiến tôi sợ hãi đến lạnh cả lưng. Phần còn lại của cơ thể người phụ nữ xấu số kia vẫn chưa được tìm thấy. Lúc này, tôi mới nhìn về phía hộp quà của cha tôi. Giờ tôi mới nhìn kỹ chiếc hộp ấy, nó quá to. Và nếu như tôi nhìn kỹ hơn nữa thì sẽ phát hiện ra rằng chiếc hộp ấy bỗng nhúc nhích rất nhẹ. Lúc này, một tin nhắn bất ngờ được gửi đến khiến tôi giật bắn mình. Cha trả lời cho tin nhắn lúc sáng của tôi. Con nhầm đấy à, quà của con là chìa khóa của chiếc ô tô mới mà con thích đấy. Cha chỉ đặt bên cạnh cây thông thôi, không có gói lại. Nếu như món quà ấy không phải là của cha, vậy nó là của ai? Sau đó, tôi cũng đã nhanh chóng biết đáp án. Tôi hét lên kinh hãi khi thấy một cảnh tượng hãi hùng. Một bàn tay cầm dao vươn thẳng ra ngoài hộp quà. Tên sát nhân khét tiếng trong vụ án kia chui ra khỏi chiếc hộp. Trên người hắn toàn là máu. Trong giây phút ngàn cơn treo sợi tóc ấy, tôi vội vàng chộp lấy chiếc chìa khóa xe và chạy thẳng ra nhà để xe. Khi lái chiếc xe mới để trốn chạy, tôi nghĩ rằng đây chính là món quà tuyệt vời nhất mà cha đã tặng cho tôi. Sau này, tôi sẽ không bao giờ cằn nhằn về việc cha không gói quà một cách đàng hoàng nữa. Vì nếu như lần này cha gói ghém chiếc chìa khóa ấy cẩn thận, có thể tôi đã chẳng kịp để chạy trốn. Cảm ơn món quà Giáng sinh của cha.